Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Nhau Audio để tiếp tục các video. Thì ngày mới đây, một mẫu vang cơ lai số mới đến từ thương hiệu JBL, có mã là JBL S8 Plus. Đấy, một mẫu mới nhất hiện nay đến từ thương hiệu JBL đã được cải tiến rất là nhiều so với bản S8 thường nhá. Cải tiến như thế nào em sẽ nói ở video này, sau đó sẽ báo cho em một mức giá cực kỳ là tốt nhá. Thì trước khi vào video, anh nào chưa đăng ký kênh, chưa like, hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Thì đây, giới thiệu ngay cho các bác này. Đầu tiên phải nói đến nha, con này nha, về thiết kế rất là đẹp. Đây, cải tiến ngay về thiết kế nhá. Thiết kế cực kỳ là đẹp. Đấy, anh em thấy không? Mặt phay nhôm màu đen JBL đây. Đấy, màn hình hiển thị đầy đủ các thông số và đặc biệt đây, anh em rất là dễ chỉnh nhá. Con này có echo riêng và dì vợt riêng. Đấy, echo và dì vợt riêng nhá, cũng như là chỉnh này, bass chung và chép của mic này, bass chung và chép của nhạc này. Đây, chỉnh súp, cắt súp trực tiếp, cắt effect equalizer trực tiếp trên những con vang này, rất là chất lượng nhá. Và đây có 3 núm vặn chính này, có được khi anh em bật lên nó sẽ sáng đèn màu xanh như này, tăng giảm của mic này, tăng giảm của effect này, tăng giảm của nhạc này, rất là chất lượng cho anh em. Và con này sẽ có đầy đủ các cổng quang bluetooth nhá, có cổng quang này, có bluetooth này, có cổng COA này, hay các đường nhạc vào bằng hoa sen AUX1, AUX2, tiếng cực kỳ hay cho anh em. Và con này sẽ có 4 đường ra, thì 2 đường ra chính và 2 đường ra súp. Đấy, rất là chất lượng cho anh em nhé. Con này điểm đặc biệt của nó đầu tiên phải nói đến là con này sử dụng chip DSP của Mỹ nên tiếng ra xử lý tiếng cực kỳ là hay. Đấy, chip DSP này, anh em đều biết rồi, chỉ trang bị trên những chiếc vang số đấy, và đặc biệt những con vang cơ lai số này đã được trang bị chip đấy nên anh em cam kết là tiếng hay như vang số luôn. Và con này có echo và dì vợt riêng biệt cho anh em nào thích hát echo riêng, thích hát dì vợt riêng hoặc là echo kết hợp dì vợt đều được cho anh em. Và một chức năng quan trọng nữa mới nhất cải tiến cho anh em là chống hú tự động. Con này có chống hú 5 cấp độ chống hú anh em nhé. Anh em nhìn thấy chữ input đây này, giữ ở đây 3 giây. Đấy, nó sẽ hiện 5 chế độ chống hú cho anh em. Đấy, FBX đây. Từ 1 anh em có thể tắt đi, có thể tắt nhé, hoặc từ 1 đến 5. Rất là chất lượng. Đấy, như một chiếc vang số luôn. Cắt gần như là hoàn toàn rú rít cho anh em, kể mặc dù là phòng bé hay là thiết bị kém hoặc là những gần ngồi gần thì đây 5 chế độ chống rú rít này thì cắt gần như là hoàn toàn rú rít cho anh em luôn, cực kỳ là chất lượng nhá, chức năng rất là hay. Và đặc biệt con này cũng sẽ có điều khiển, trang bị một chiếc điều khiển từ xa cho anh em. Đấy, để anh em thay đổi các cổng kết nối này, thay đổi thông số hoặc là các thông số của nhạc, của mic đầy đủ cho anh em nhá. Điều khiển từ xa rất tiện lợi. Đấy, cực kỳ chất lượng. Thì tiếng nhạc và tiếng mic con này thì không phải bàn rồi, anh em đều biết nhá, S8, phiên bản S8 đã hay rồi nhưng phiên bản này còn hay hơn rất rất là nhiều. Thì đây, em sẽ test ngay cho anh em nghe một đoạn nhạc ấy, một đoạn nhạc đi, sau đó một đoạn karaoke để anh em nghe và cảm nhận chất âm của con này nhá, tiếng nhạc và tiếng mic của con này. Đấy, đây sẽ cho tăng lên một chút nhá. Rất là hay nhá. Mà đây, tất cả các cái can trôn để anh em vặn tăng giảm này thì nó sẽ có thiết kế bi nhá, nên vặn cực kỳ là sướng, như những chiếc vang số luôn. Thiết kế bi ở đây, bi ở chiếc can trôn này cực kỳ là chất lượng cho anh em nhá. Và đây em sẽ test cho ngay cho anh em một đoạn karaoke để em nghe và cảm nhận chất âm của con này. Nên 7, 8, 9 mấy mấy, nên 6, 7, 8 anh em có thể hát echo và hát dì vợt riêng biệt hoặc là có thể kết hợp như em nhé. Em đang hiện tại em đang hát kết hợp đấy, cực kỳ hay. Nên số bảy ta chỉ mây mây nên. Mùa xuân mưa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai. Nhưng ngọc nhằn chưa quên, vẫn trong gần mặt em đang về anh.
vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong biết bao giang, giữa hoa tàn đã quên lời cuối đường có em. Diễn cho đời anh, anh ta chỉ mây mây nên sao bây ta chỉ mây. Anh em nghe nhá, tiếng nhạc và tiếng mic cực kỳ hay. Tiếng nhạc có DSP xử lý tiếng nhạc và tiếng mic có echo và dì vật riêng biệt cho anh em nào thích hát echo và dì vật riêng biệt. Cực kỳ hay nhá, echo rất là ngọt ngào và tiếng dì vật rất là sáng tiếng. Và ngày hôm nay, những chiếc vang cơ lai số cao cấp nhất, mới nhất, phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu JBL. Đây, dòng là chip xử lý chip của Mỹ nhá, DSP của Mỹ này. Có 5 chế độ chống hú, có điều khiển từ xa cho anh em luôn. Sẽ bán cho em một mức giá cực kỳ là tốt, giảm giá ngay 5 chiếc này. 5 chiếc đầu tiên với một mức giá cực kỳ là tốt. Chỉ có 1.400.000, bên em bao ship cho anh em. Anh em được nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đấy, bên em sẽ bao ship tặng dây jack kết nối. Anh em kết nối đẩy, bên em sẽ tặng dây jack kết nối đẩy. Kết nối âm ly, bên em sẽ tặng dây jack kết nối âm ly. Đấy, chỉ có 1.400.000 bao ship và tặng dây jack kết nối. Đấy, giá rất là tốt. Ngoài thị trường, những con này thật sự anh em, nó phải từ 1.800.000 đến 2.000.000. Đấy, vì sao? Vì chip DSP của Mỹ này, 5 chế độ chống hú, bật từng chế độ luôn, điều khiển từ xa và đặc biệt là rất là hay, thiết kế cực kỳ là đẹp. Em thấy anh Eldo nhá, chỉ bán cho anh em 1.400.000 bao ship, còn tặng cho anh em dây jack kết nối, nhận hàng, kiểm tra thanh toán, không hay trả lại thành Eldo. Đấy, có vấn đề gì kết nối mà không kết nối được, anh em có thể alo em sẽ hướng dẫn cho anh em đầy đủ nhá. Giá cực kỳ là tốt, chỉ có 1.400.000. Anh em theo dõi video ủng hộ thanh Eldo hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Xin cảm ơn anh em.